Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cao thủ hạ độc là để con mồi trở về và gục ngã tại nhà. Ông Tổng chưa an toàn, tại sao lại như vậy? Việc ông Tổng ngã bệnh bí ẩn tại Kiên Giang hơn 3 năm trước đây, theo một số nhà bình luận đánh giá có am hiểu thì đấy là non cơ, nhưng đấy thực sự là một đột quỵ nhân tạo. Bởi một con người như ông Tổng mà bị khuỵ là ngay lập tức lực lượng ứng cứu sẽ cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần, và lịch sử đã chứng minh điều đó. Theo một số nhà phân tích và quan sát về những vụ ám sát chính trị trên thế giới, thì việc triệt hạ đối thủ mà họ không gục ngã tại chỗ, mà là để họ vẻ trông khỏe mạnh khi trúng độc và phải đợi một thời gian đủ lâu, khi họ rời xa hiện trường về nhà mới gục ngã, thì đấy mới gọi là cao thủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh thăm Trung Quốc rồi về nhà mới gục ngã. Chuyện đầu độc đối thủ chính trị, nó là một đặc sản của thể chế độc tài. Chế độ phong kiến cũng là một chế độ độc tài, nên mánh khóe đầu độc đối thủ chính trị nó xuất hiện trước đây hàng nghìn năm, chứ không phải bây giờ mới có. Và nơi phát triển những chiêu trò này mạnh nhất chính là Trung Quốc. Chính trị cung đình Trung Quốc từ nhiều ngàn năm qua là liên hoàn những trận đầu độc triệt hạ lẫn nhau, đầu độc anh em để cướp ngôi báu vân vân. Và những lần đầu độc đó, kẻ ra tay chọn loại độc dược phải đạt được những tiêu chí sau. Thứ nhất là không mùi, không vị. Thứ nhì là không có thuốc giải. Thứ ba là phải kịch độc. Và thứ tư là phải chậm phát tác. Có những vụ đầu độc chính trị mà đến nay người ta vẫn coi là bí ẩn, vì loại độc dược ấy không có mùi vị nhưng chậm phát tác. Mà một khi nó phát tác là vô phương cứu chữa, và thuốc độc đã ngấm từ rất lâu. Theo một số nhà chuyên môn về đông y nói rằng, những loại độc dược ấy vẫn còn đang tồn tại một cách bí ẩn tại Trung Quốc, chứ không hề bị thất truyền, bởi thời nào người ta cũng cần đến nó để ra tay thật khéo léo, làm cho đối thủ không thể mở miệng ra được. Với nền chính trị độc tài cộng sản hiện nay tại Trung Quốc, người ta cần rất nhiều loại độc dược như thế. Hiện nay, danh sách của những chất độc chỉ có thể được bổ sung thêm mà không hề bị thất truyền. Ngay cả loại hình thức đầu độc bằng chất phóng xạ cũng đang nằm trong danh mục chất độc mà những nhà chính trị tại xứ Trung Hoa và xứ độc tài Nga chuyên dùng. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc thành công chuyến thăm và về nhà thì mới ngã bệnh và không thể chữa kịp. Như bản tin trước đây Thời báo.de đã đưa, trước khi ông Nguyễn Bá Thanh ngã bệnh, ông đã có chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến đi tốt đẹp, tuy nhiên khi về đến nhà thì bệnh mới phát tác và gia đình phải đưa ông sang Mỹ chữa trị và không qua khỏi. Trung Quốc là nơi có rất nhiều bí quyết hạ độc. Sau khi sang đấy mới trúng độc thì xem như vô phương cứu chữa. Trước khi ông Trần Đại Quang ngã bệnh và phải đi Nhật chữa bệnh thì ông Quang cũng có chuyến đi sang Trung Quốc. Chuyến đi vẫn bình thường và thành công tốt đẹp. Ông Trần Đại Quang không hề bị ngã bệnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên khi về đến nhà thì bệnh mới phát tác. Và lúc đó, cho dù có tìm nền y học hàng đầu thế giới để chữa trị, thì cũng là vô phương cứu chữa. Như tờ Thời báo.de đã nói ở bản tin trước, là các bạn đợi bản tin sau thì đây là bản tin mà chúng tôi sẽ phân tích. Trước mắt, thấy ông Tổng Bí Thư khỏe mạnh tại Sài Gòn thì điều đó không có nghĩa là ông Tổng đã an toàn. Cao thủ hạ độc xưa nay không ai cho ông Tổng ngã tại Sài Gòn, mà làm sao để ông Tổng về Hà Nội rồi ngã bệnh, lúc đó thuốc đã ngấm khắp cơ thể thì cũng vô phương cứu chữa. Đây là hình ảnh cần theo dõi sức khỏe của ông Trọng một tháng mới biết ông có tai qua nạn khỏi hay không. Như vậy là chuyến đi vào hang hùm lần này xem như ông Tổng Trọng rất can đảm. Và ông Tổng không ngã bệnh tại Sài Gòn không có nghĩa là ông Lê Thanh Hải là hổ giấy mà cần phải đợi thêm thời gian. Ông Tổng về đến Hà Nội điều khiển Hội nghị Trung ương 6 xong xuôi, ông vẫn khỏe mạnh sau đó ít nhất một tháng thì mới có thể xem là an toàn, và Lê Thanh Hải chỉ là con hổ giấy. Và giờ đây chỉ có thể theo dõi và quan sát tiếp tục những diễn biến tại cung đình Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa bứng xong ông chủ tịch trên đường Pister, các ứng viên đã ra vạch xuất phát ai và những ai. Câu chuyện về một số phận chính trị của ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa ngã ngũ. Khả năng ông chủ tịch nước sẽ bị thay thế vào hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp tới là rất cao. Tuy nhiên, với những người đã vào tứ trụ
thì họ quý ghế hơn cả sinh mệnh của mình. Và trường hợp ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phải trả giá như thế nào thì ai cũng biết. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, ứng viên số 3. Ông chủ tịch Phúc đang đi vào đúng lộ trình mà ông Trần Đại Quang đã từng đi qua. Giữa nhiệm kỳ, ông bị áp lực ghê gớm, buộc phải rời chiếc ghế để nhường lại vị trí hiện nay cho người khác. Tuy nhiên, việc ép ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa xong thì trong nhóm lãnh đạo chủ chốt đã nổi lên hai nhân vật muốn nhảy vào tranh chiếc ghế chủ tịch nước này. Trước đây, tờ Thời báo.d đã có phân tích về nỗ lực của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh muốn tranh với ông Tô Lâm để nhảy vào chiếc ghế chủ tịch nước để cứu lấy sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Phó Thủ tướng Thường trực thì lại bị dính phốt chuyến bay giải cứu và cũng đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật khiển trách, hoặc nặng hơn có thể là thuyên chuyển ra khỏi vị trí Phó Thủ tướng Thường trực, nhưng vẫn giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng. Ngoài ông Phạm Bình Minh thì còn có ông Tô Lâm, đây là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế chủ tịch nước hiện nay. Ông Tô Lâm hiện nay đang làm mọi cách, đang vận động ông Tổng hỗ trợ ông đẩy Nguyễn Xuân Phúc rời chiếc ghế, và hiện nay họ đang hợp lực đẩy ông Phúc ra đi. Mới đây, ông Tô Lâm đã điều tra ra sự liên hệ của người nhà ông Phúc với chuyến bay giải cứu để củng cố tội chứng đối với ông chủ tịch nước đương nhiệm. Vì thế mà khả năng bảo vệ chiếc ghế hiện có của ông chủ tịch Phúc ngày càng mong manh. Nếu nói ông Phạm Bình Minh đang nỗ lực một cách thụ động, thì ông Tô Lâm đang rất chủ động với những cuộc điều tra bài bản nhắm vào gia đình ông chủ tịch Phúc. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, ứng viên số 2. Còn một nhân vật nữa không phải là yếu cơ, tuy âm thầm nhưng ông Võ Văn Thưởng đang rất muốn nhảy vào tứ trụ. Bởi ông Thưởng mà nhảy vào tứ trụ thì sẽ được trụ lại trong nhóm này lâu, vì hiện nay ông Thưởng còn khá trẻ. Hiện tại, theo thứ tự, ông Thưởng đang đứng liền sau bốn nhân vật trong tứ trụ, và thậm chí ông Thưởng có thể là ứng viên vào chiếc ghế tổng bí thư nếu ông Tổng có ý định rút lui. Theo như Thời báo.d được biết, vai trò của ông Võ Văn Thưởng đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngang bằng với vai trò của ông Tô Lâm đối với ông Tổng. Ông Tổng cũng tự xem ông là vua, và hai người tả hữu của ông là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Võ Văn Thưởng là quan văn thay ông Tổng điều hành ban bí thư, còn ông Tô Lâm nhận lệnh ông Tổng để trinh phạt khắp nơi. Chiếc ghế chủ tịch nước được xem là phần của ông Tô Lâm, tuy nhiên không thể xem thường ông Võ Văn Thưởng. Như vậy là ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị hất rời khỏi chiếc ghế, nhưng đã có ba người chạy đua. Người dẫn đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang dẫn đầu. Người tiếp theo là ông Võ Văn Thưởng, và người sau cùng là ông Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, ứng viên hàng đầu cho chức chủ tịch nước nếu ông chủ tịch Phúc ra đi. Nếu lần này không đạt được chiếc ghế chủ tịch nước thì ông Võ Văn Thưởng vẫn còn cơ hội, nhưng nếu ông Tô Lâm và Phạm Bình Minh không vì tuổi tác của hai ông này cũng không cho phép ở lại Bộ Chính trị đến nhiệm kỳ sau nếu không vào được tứ trụ. Chính trị tại Việt Nam như một mớ lộn xộn, chiến nhau để giành ghế, giành miếng ăn và thao túng quyền lực. Đôi khi họ bất chấp tất cả. Những ai quan tâm đến đời sống người dân, họ chỉ quan tâm đến quyền lực của họ mà thôi. Lợi ích của nhóm họ cũng như vậy. Bức tranh chính trị Việt Nam như là một bộ phim xã hội đen đúng nghĩa. Phe cánh chiến nhau, hạ nhau, và kết quả kẻ xanh cỏ, người đỏ ngực.